Trận chung kết nội dung bóng đá nữ ASEAN 19 sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối 6 tháng 10 theo giờ Việt Nam trên sân Hoang Long Sports Center tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đội tuyển nữ Triều Tiên và Nhật Bản đối đầu nhau ở trận tranh huy chương vàng bóng đá nữ ASEAN 19. Nhật Bản là cường quốc bóng đá nữ hàng đầu châu Á, việc họ vào chung kết không có gì đáng ngạc nhiên. Ngược lại, Triều Tiên gây bất ngờ lớn khi vào đến trận chung kết, dù họ có đến 5 năm không tham dự các sự kiện thể thao quốc tế. Các cầu thủ nữ Triều Tiên đã vắng bóng ở vòng loại Asian Cup, vòng chung kết Asian Cup, mang tính chất vòng loại World Cup, vòng chung kết World Cup bóng đá nữ từ vài năm qua. Họ cũng không tham dự các giải đấu khu vực như cúp bóng đá Đông Á, không thi đấu giao hữu quốc tế. Lực lượng đội bóng đá nữ Đông Bắc Á tham dự ASEAN 19 trẻ măng, tuyệt nhiên không hề có kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước đó. Tuy vậy, họ vẫn lọt vào đến trận đấu cuối cùng. Trong đội hình 22 cầu thủ nữ Triều Tiên đến Hàng Châu lần này, chỉ có 5 cầu thủ ngoài 23 tuổi. Người lớn tuổi nhất trong số đó cũng chỉ mới 26 tuổi. Phần đông các cầu thủ khác của đội nữ Triều Tiên trong độ tuổi 20 đến 21, cá biệt thủ môn Yoo Son Nam chỉ mới 19 tuổi. Trước ASEAN 19, các tuyển thủ này chưa hề thi đấu quốc tế ở bất cứ cấp độ nào, do 5 năm trước, ở sự kiện quốc tế gần nhất mà Triều Tiên tham dự, ASEAN 18 tại Indonesia, họ mới 15 đến 16 tuổi. Sự thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ nữ Triều Tiên thể hiện qua các con số. Những người khoác áo đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên nhiều lần nhất gồm thủ môn Kim Un Hui, hậu vệ Ji Myung Gam, Ji Kung Hyang, Ji Hae Jayong, tiền vệ Ma Yong Yu Yong, Kim Chung Mi, Wi Yong Sin, các tiền đạo An Ma Yong Song, Hong Song Ok và Kim Kyung Yong, mỗi người khoác áo đội tuyển nữ Triều Tiên 4 lần. Con số này đúng bằng số trận đấu của đội tuyển nữ Triều Tiên tại ASEAN 19, gồm 2 trận vòng bảng gặp Singapore, bảng đấu của Triều Tiên chỉ có 2 đội, trận tứ kết gặp Hàn Quốc và trận bán kết gặp Uzbekistan. Trước đó, họ chưa lần nào ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Họ chuẩn bị có trận đấu thứ 5 gặp Nhật Bản, cũng là trận chung kết nội dung bóng đá nữ của Đại hội Thể thao Châu Á năm nay. Có lẽ không đội nào trên thế giới có kinh nghiệm, thực chiến, ít ỏi như đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên ở thời điểm hiện tại. Nhưng bất chấp điều đó, đội bóng không có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, lại còn trẻ măng này vẫn lọt vào trận tranh huy chương vàng, đồng thời là đối thủ đáng gờm nhất của đội cựu vô địch World Cup Nhật Bản kể từ đầu giải. Khi viết về các vận động viên Triều Tiên nói chung, nhà báo David Lee của tờ The Straits Times, Singapore, bình luận, họ nói rất ít nhưng làm được rất nhiều. Sau các cuộc tranh tài, họ lặng lẽ lùi vào hậu cảnh, trong khi cả thế giới luôn chờ đợi thành tích phi thường tiếp theo của họ. Các cầu thủ bóng đá nữ Triều Tiên chính là hiện thân cho bình luận của nhà báo người Singapore David Lee. Họ là những con người phi thường, lặng lẽ tiến từng bước, đánh bại từng đối thủ một cách hết sức âm thầm.